Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã bại được con boss Levantine Janus series rồi anh em ạ. Thì mình loot được hai cái trinh kẹt của nó, là một cái là giúp cho mình tăng chính xác của bọn Levantine, và đòn đánh của mình sẽ là phá luôn cả việc mà nó có thể được che đấy. Tiếp theo là một cái kiếm nó cộng thêm 15% đam chí mạng, đam phản đòn. Khi mà hai cái trinh kẹt này đi chung nhau thì mình sẽ có khả năng là lúc nào mình cũng phản đòn luôn, mà mình cộng 10% chính xác và phản đòn. Ok, gặp này thì có lẽ là tôi sẽ farm một xíu tiền, nhưng mà phôi phục là kinh tế quả trước đánh boss. Mà trước đánh boss thì có 80.000 vàng, mà giờ nó còn có 27.000. Có lẽ là tôi sẽ tiến vào vùng catacomb đi, ở đây đều đẩy boss, đều level 4 hết rồi. Và tôi sẽ tiến vô đây. Hôm nay cũng có món đồ ngon, mà thôi đi qua đây đi anh em. Ok. Tại bên đây tôi farm cái Valkyrie level 4 rồi. Mà cái điều này mới level 1 à. Tôi muốn farm hai món này lên level 4 luôn. Ở đây tôi bui thêm một cái đội hình này là đội hình farm tiền là chắc rồi anh em. Đội hình này mình to với lại quan đi là chắc chắn farm tiền rồi. Rồi tôi sẽ cài dinh kẹt xíu. Ok, đây chúng ta có gì đây? Một ti nè, chí mạng cộng thêm 4 đam à. Chí mạng đi, chí mạng cộng thêm đam. Rồi chiếc mạng cộng đam cho quân chương cầm cũng được. Quân chương bật cái kia lên là chí mạng nè. Rồi chí mạng, nhưng mà chí mạng sẽ không hồi xì chết. Rồi tới cái rìu này nó cũng không có gì là ngon lắm, tại vì mình đem theo cái này là để chủ yếu là farm nó lên level hờ thôi em ạ. Ok, đây cầm này đi. Đây cầm chắc cầm heal phụ huynh tôi, nhưng mà nếu như mà không heal phụ huynh tôi thì cũng khá là nguy hiểm. Thánh kiếm để lại đi, và thánh kiếm để quăng đi gầm nè. Đó, Karasu cầm cây đại bác này đi. Karasu cầm cây đại bác, búp cái này, búp cái này, búp thì hai này đi chung rồi. Mà vấn đề là nó hơi bị cứng. Thôi cầm ở đây đi, cầm cái rìu qua đây nè. Đứng vị trí 2 mà để ăn tăng khoảng 5% chí mạng nhận vào thì cũng hơi nguy hiểm đấy. Bên đây chắc đánh dấu đi. Chắc kinh sót nó rồi bắn. Bên tôi thì lấy cái áo tràng tàng hình thôi. Con này khỏi hát đây solo đi. Hát đây solo để mấy trận chiến dài thôi. Bây giờ là mình cứ cần đeo đồ mình thắng nhanh là easy rồi. Healing Dawn đâu. Healing Dawn thì nó không có liên quan tới kia lắm. Mình có thể đem cái gì đây? Tăng khả năng khai tráng khi đi cuối, giảm tốc độ mình để mình lút xác cũng được. Mình đi nhanh quá thì mình không lút xác được, nhưng mà vấn đề là mình cũng không có chiêu để gây choáng luôn. Lâu nữa tôi test thêm một dòng con Chaban mới cho anh em xem. Nhưng mà không có đồ gì, có cái New Land này đây. Thì mà giết một thằng thì nó sẽ cộng cho mình một cái Etchet. Thì Etchet nó sẽ búp cho mình một xíu. Mua cái này đi. Đó. Rồi mình toi cắm này đi. Cái này là canh két thôi. Nếu mà canh két được thì ngon. Đấy, canh két được thì mình sẽ gọi là lấy được một cái Etchet anh em ạ. Thì cái nó giúp cho mình debuff tank bên kia. Ok, đừng chiêu đi. Quang đi nâng rồi, quân chương nâng rồi, minh tôi 1, 2, 3, 4, 5 Karasu rồi, vũ khí quang đi. Ok, cho người đập đá đi. Đá này bị ke không đập được. Vũ Shippo Yêu đảng Reki Yuchi. Ai nữa? Haman. Rồi 21.000 vàng đúng không? Quả này farm được 40-50.000 là ngon. Quả này móc dài luôn ấy. Go. À thêm một điều nữa, tôi sẽ tăng luôn cả cái cửa hàng lưu niệm nữa, để nó tăng khả năng do thám mình lên. Hôm nay nó sẽ cho mình 3-6 đuốc phi mỗi tuần. Và khi mà đuốc trên 50-75 nữa, cộng 15% scout. Trên 75 tới 100 thì nó cộng thêm 10% nữa, 5% 10% là 15 rồi. Ok vào.
Đấy, cửa hàng lưu niệm. Hôm nay thì không đủ lót test để nâng cái này luôn, để tăng khả năng giới hạn tiền của mình lên. Vô đồ ăn mua nhiều đi, móc này móc dài á, sẵn nè, mua full này đi. Ok rồi, vô đây hả? Vô đây ổn nhờ. Đồ ăn sẵn, đồ ăn sẵn, cái này cái này đuốc nhiều quá không ta, thôi chắc nhiều vậy là đủ á. Chìa khóa 6 đi, để coi coi được gì. 6 quan hệ tâm lý 6 là nghèo. Quả này mà thua một cái đậu còn kinh tế sụp đổ nha anh em. Con bá này đi, họ hết tiền luôn hả? Khỏi, bệnh quá rồi, về chưa bệnh sao? Quả này thua một cái đậu còn tan luôn á chứ. Tập trung lút tiền thôi, quả này không cần relic. Tập trung lút tiền, hãy tự nhắc trong đầu mình không cần relic. Lấy tiền, 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 vấn đề là tiền, tiền, tiền. Mình farm được 40-50 ngàn là ngon. Vì có khi farm nhiều luôn anh em, tại quăng đi giết, cứ giết một thằng là quăng đi kiếm được 200 rồi. Rồi bên tôi loot là bên tôi kiếm được 300 rồi. Đi móc dài mà mình ôm hết ba lô tiền về cũng ngon ấy. Vô. There is much to be gleaned from these age-old workshops. Establish a route through this area. Đó, mới vô xá là cái tâm lý xấu nè. Fairlight cover ban 5% mất 10 máu. Rồi sen không có gì gọi là quá nguy hiểm đúng không? Nguy hiểm là nguy hiểm cái này nè, để quân chương đi. Ấy rồi, có nguy hiểm rồi đó. Vụ gì vậy? À đù, do cái ngứa tay vô mấy cái liên quan tới lối ly trình nè. We follow the ever guiding light. À, đủ cơ hội để gọi là 50% nó, hơi cao đó. Anti Warrior. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Một dấu. Hai dấu. Ở chết mẹ, đánh tem đánh dấu và đánh map này hơi nguy nha. Đánh tem map đánh dấu đánh map này hơi nguy á. Đánh dấu tiếp nè. Tại vì nó giải hết anh em à. Chết cụ rồi. Đánh tem đánh dấu đánh map này là chết rồi, bịt râu. Ủa đây. Cơ ủ lên. Binding bao bao đờ tàng hình. Đó. Nó chàng tàng hình thì làm xong rồi, dồn được tao tao đây. Giết thằng chó này chứ đi. Không giết được thằng này là hơi mệt nha. Giết thằng này đi. Đó, giờ đánh dấu lại từ đầu nè. Bắn 3, bắn ngục luôn. Quá đã. Tiến vô vị trí của quân chương. Tụi đánh dấu này đi. Anh sao quen đi gặp cái thằng này cút nè. Death Protector. Ừ, đẩy giờ đi cho quân chương bắn phụ. Treo đây. Chém này đi, không có đam. Tiếp tục vị trí vô vị trí của Minh Tàu thì chính là đồng môn mà. Cúc mà không đủ đam. Quang đi bắn này đi. Ở lộn cũng chưa bắn này, để Quang đi ăn này. Chém vô Minh Tàu. Biến hình. Biến hình để hồ máu. Biến hình để hồ máu, không đủ đam đến từ vị trí của Quang đi. Vậy thì để Minh Tàu ăn cho. KDI support. Bọn này ăn được mạng rồi, còn mình ăn một xíu để mình debuff nó. Ok, quen đi chặt nè. Có này cho mình farm tiền ngon nè. Levantine này. Heal đây. Chém vô vị trí quen đi. Quen đi né được. Quen đi hiện hình đi mày. Hiện hình đi. Quen đi ăn hai mạng luôn ngon nè. Mù vô vị trí quen đi. Quen đi chặt. Đây, bắn cái cụ rồi đi. Bắn đi, bắn đi, đi chậm quá. Chém vô bên tôi. Bên tôi nửa cây rồi. Không sao, tập trung heal là cũng được. Đây, có cái headshot là gì anh em? Này cái headshot này. Đó, debuff enemy giảm 20% hủ. Cộng 500 chí mạng nhận vào. Rất kinh nha anh em.
mà nó không ghi là kiểu mình debuff có cộng dồn hay không á, khá là ngon. Ăn này vô đi. Quá này đi móc dài thì lượm cục gan này mình stack nhiều nhiều xíu cũng ngon. Rồi. Nó nhiều đồ quá. Cục này bán lại không có tiền. Á đồ cục này để xài hả? Cũng để xài anh em à. Cục có để xài. Cái này là tăng đam đúng không? Quăng đi. Không có gì luôn. Có do thám. Bên đây qua đây. Tôi vừa tìm được cái thằng Slayer thì ngon quá. Idol. Idol với trẻ đấy. Idol đi săn quán Levantine nè. Ở trong cái map này. Ok. Mới vô thằng này đi trước ngon. Lừa này. Hiểu đi. Giấu không có ý nghĩa chứ mày nó mấy này lắm. Không ăn sân. Giết đường này mới bắt đầu đánh dấu được nè mà. Bỏ. Không cần phải giết nó, chỉ cần nó đi trước là ok. Ok, chỉ tay vô đây. Chỉ tay hả? Chỉ tay nó đánh vô đây luôn. Đó, Karasu giết này đi, quăng đi giết này xong. Để thủ lĩnh nhân đầu sắt lại đây. Cào vô vị trí của quăng đi. Hiu. Ok. Hồ máu nè nè 45 hả? 87% 26 chí mạng 2442 chí mạng là nó cút không chí mạng rồi, không chí mạng nè. Karasu làm được người tiếp theo quăng đi nè, đóng vô vị trí quăng đi 18 đam. Ok nè, bút nè à, không chém thì chết được. Cái dao, quăng cái dao, quăng cái chama vô đậu phòng cho người bên tôi rất đau. Bên tôi heal. Bên tôi heal. Bắn ra đi. Đánh dấu mới bắn được. Đánh dấu đi. Đánh dấu được luôn. Chém vô vị trí của quăng đi. Quăng đi né được. Tiếp tục hồi đấm vô quăng đi rất đau. Quăng đi chém này đi. Heal cho quăng đi phát. Heal cho quăng đi phát. Làm gì? Bước đam lên. Má, bước đam cho này nó bắn thì thôi nhé luôn. Giăng thì sao đi mày? Không giăng luôn. Nhưng mà dưới đó nó máu rồi, quăng đi đủ giết nó rồi. Quăng đi không đủ giết nó luôn. Quân chương. Quân chương bắn. Heal cho quăng đi rồi. Chắc kinh xóm mà Karasu làm nó đi. Bờ ru lũ sát nè, ý hồ mình tồi tiếp. Hiệu vô quang đi. Ồ hiệu cờ rít hay, đấm chán nó không chán được luôn luôn đi á, kháng luôn đi. Hiệu tiếp hiệu hai phát cờ rít đến vị trí Karasu. Ok mình tồi ăn được, ăn đi. Không được, không được mà không được luôn, ăn luôn nè. Đi hồi xì chết. Cục này đem vô quăng ra để đi búp nó đậu không? Chứ không phải là. Tôi nghĩ là như vậy, tại vì nãy vô trận mình không thấy có cái gì cả. Cục này không giống như mấy cục kia để trong ba lô mà nó có khả năng đi búp anh em à. Cục này mỗi trận bên tôi ăn lấy cái cũng ok. Giống gì vậy trời? The darkness will not impede us. We are the flame. Rồi. Má phải cần cần giải phóng mặt bằng á mấy bro. Phải Slayer không? Không phải à. Cắm chạy đi ông trời. Cắm chạy đây cái cũng được. Rest. You will need your strength. Rồi, không xì chết cho mình tôi á. Giữ cho mình tôi bình tĩnh. Chống ăn bớt mà họ chết đây, tăng khả năng do thám mà tăng chính xác bản thân nè, tăng khả năng do thám nè. Rồi này lấy này đi mày, này mình không có thuốc để cho nó. Ok
Áo này nó không cần đâu, tiền 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 tiền. Chúng ta thứ chúng ta cần là tiền. Give me more tiền. Be gentle. For sale or for study, these artifacts are precious. Give me more tiền. Tao cần tiền, give me more. Này, bên tao đi. Này ra đây. Hái bao nhiêu cứng. Cứng mấy này. Khá là khó chịu. Khá là khó chịu. Tiếp. Ok. Tiếp. Chầm đú cái. Secure it and march on. We still have much to do. Mày xài cái này được không ta? Không được luôn. Lút đi. Hồi lút tay không đứt tay. Chị già bị debuff trừ 20% down. Không sao. Không có down. Tiếp. Hôm nay. Đúng rồi. Tuyệt đi. Sao không cần Martha đâu. Amulet cộng heal. Amulet giải được cả sức huyết luôn. Nghe hấp dẫn vậy. Cái này có chưa ta? Không nhớ nhà có chưa luôn á. Ý, lộn người rồi. Cút luôn. Ừ, có đánh nhau. Vậy đi. Checking xó. Heal đây. Ngồi này đi trước ngon nè. Đậu không mày. Tới lúc rồi. Đánh dấu dưới nó đi. Tàn hình một thằng. Tay mình đi càng chậm càng tốt. À, để tôi đi trước đi. Tụi nó xô hết bài ra mình đánh mới dễ được. Đánh dấu này đi. Không đánh dấu luôn. Má mày khéo đánh dấu ghê. Khéo đánh dấu cao nhất luôn mà. Đúng là tay đánh dấu đánh má mày là not good đó bro. Ồ, đọc vô vị trí của bên to. Bên to tàn hình. Bên này bắn ba đi. Nhờ. Ông cột im bát kéo vị trí cao su không lên. Heal tiếp. Heal. Heal một thằng nè, giết được thằng phiền rồi đó. Hai thằng nè. Không đánh dấu tem tôi vẫn mạnh. Đậu một người tiếp theo, tụi mày không đủ châu đâu. Đem súng một lửa tới đây. Đét đồ test to. Phích tiền cho tụi tao à. Để tôi coi quả này coi giới hạn của cái này là bao nhiêu nha anh. Heal quan đi đi. Mình to dành cả ánh sân để heal đi. Lâu lâu canh két cái. Đâu giờ. Thôi này để dành đánh súng một lỗ đi. Đánh dấu rồi đi. Cút mày. Má 4% phòng thủ. Heal vô này. Quan đi đi trước là mày cút nè. Rồi quan đi đi trước là mày cút nè. Heal nè. Người tiếp theo. Vậy mà heal nữa đi. Hồi dí với bên to rồi. Nó muốn ép xì chép bên to rồi. Tàn hình. Mình run. Đánh dấu này. Bắn ba. Quang đi. Quang đi đi trước. Quang đi đi trước là có tiền. Người tiếp theo. Bắn ba tiếp. Mày chạy đi đâu. Heal nè. Cho mày đi thêm một nước nữa đó. Heal qua đây. Mùi máu, à 8 máu. Má ha, mình to tàn. Đấm chán không? Đấm chán đợi heal hết nữa. Không chán được. Hồ né luôn. Heal chính mình tiếp đi. Má đồng hương, đồng mô mà. Đầu phát mày. Căng hẳn vậy. Căng hẳn nha mày. Á đồng môn mà nó dí vậy đó. Tôi phải cắm chạy quả nữa quá. Cắm chạy quả nữa giảm xì chết mình tội các em ơi. Rồi giảm mấy cái đồ luôn. Ok.
Hôm nay tiếp tục là tăng do thám thôi. Tăng cái này, giảm chết đây. Tăng cái này. Không tự giảm thì chết chính mình được. Tăng chính xác, tăng chí mạng. Có gì đó giảm thì chết nhận vào không? Không có luôn à. Có bật ra đi. Ok. Không ăn đi, không chém hụt là đậu, không quỷ diệt mấy nè. Bé nó đem mấy này tới hoài luôn nè. Nó đem con nhỏ này hoài luôn. Ok. Mày đem thì tao không đánh dấu, tao hiếu. Thôi chịu rồi, phải đánh dấu rồi. Tên mình đi nhanh quá. Đánh dấu quyết định tốc độ quyết định trận đấu mà. Đi trước cũng là chuyện khá là bình thường này. Tự hiếu đi. Đừng ăn bên to nữa tao quay. Đùa mới nó hù bên tôi nè. À, nó ngát xì chép bên tôi. Giết rồi đi. Cao su đi trước là ngon nè. Này bước lên một ô. Bước lên hai ô. Dí vô vị trí quang đi né được. Bên đây. Tôi mù rồi đi. Đó. Bắn chất cụ luôn nè. Mà để quang đi ăn. Quang đi ăn được nè. Tiền nè. Cao su đánh dấu này đi. Đánh dấu được. Máu này khém dấu cao á. 80%. Khó. 14 đam. Mẹ được. Hồ tiếp tục dí vô quân chương. Tụi mày đỉnh. Lúc xác. Đánh dấu đây. Bắn 3. Quang đi không chém được vô đây rồi. Chém vô chứ quang đi né được. Đấm chán này gỡ che nè. Ok. Học 2 hụt luôn. Nó tèn né dữ rồi. Hiểu đây. Chém này không dính không chết được. Bắn 3 tiếp nè. Ok biến hình ông mày. Mày biến chứ, má, khốn vậy rồi. Không biến là cút ấy. Mà biến mày cũng cút à. Mày đi chậm gì. Hồn, nó biến thú đi nhanh. 15 tốc độ. Cút mà. Gì. Chém 2 hụt luôn, quá đã. Quá đã luôn. Không có đam. Không đam hiệu tới đi. Cúc mà không đủ đam, quang đi, ghẻ cho quang đi ăn. Đấm vô vị trí quân chương 19 máu. Quang đi ăn này đi. Thì sao? Rồi mày sao? Tiếp không? Đù hú. Ủa né hết luôn. Má anh, chính xác anh yếu. Chính xác anh yếu. Hiểu đây luôn. Quang đi ăn này luôn đi. Ăn luôn đi một ru. Hốt bạc. Đến đi. Mấy này lỡ gặp súng lỗ còn giải được. Trời, đánh nhau tiếp đi đúng rồi. Mùi cục này là 2000 tiền rồi. Không có nào bên kia phá đánh dấu mà. Không có con da đen là đậu không tụi mày. Xong tụi mày rồi. Đánh dấu rồi đi. À, rắc rồi. Mù rồi đi. À, chính xác thấp mà. Mù hồi nãy khỏi quýnh dính luôn. Vô. Ok. Rồi. Điểm danh đi. Mỗi ba tem tao đi trước là mày cút nè. Hù vô vị trí của quân chương. Ok. Bước phòng thủ lên. Nó phòng thủ để không chết. Nhưng mà liệu tem tôi có giết được tem nó không? Quan sát được không? Thằng nào muốn đi trước? Và hiệu tăng máu cho Commander. Tăng 33% máu cho Commander. 26 tỷ lệ chiến mạng 26%. Bắn 3 đi. Và má nó phản 32 đam. Rất phê. Hùi bên tôi tiếp. Còn mẹ nó. Ý da lộn chiêu. Ôi tôi tưởng tới Kanasu chứ. Kanasu bắn chết này đi. Quang đi nè. Quang đi một chặt người tiếp theo. Điểm danh cực mạnh. Đi ra lắm vô quân chương nữa.
Mình tập trung heal quân chương đi. Tập trung heal quân chương đi. Biến hình. Kasu giết nó lại đi. Không được luôn. Đấm chán này cái. Má phản đao chó à. Ủa quên mất thằng đầu sắt này đậu. Thằng đầu sắt kháng chán cao. Heal không? Heal vào lúa sát đẩy này lên để quăng đi với nó. Hỏi đi nhanh nữa. Cái nó cào được cái. Cào đã chưa. Thằng Khứa này chắc bật phản đòn lần nữa nè. Heal vô quân chương nè. Xem. Không. Nó đấm vô quân chương tí. Quân chương chưa dead đò. Hay là đi nhanh hơn. Giết thằng này trước đi. Không đang đi 8 tốc độ mà vẫn đi sau thằng Khứa này. Rỉa đó nè. Ăn đi blue. Heal nè. Heal nè. Ăn nó đi blue. Ok. À, lấy được 36 xác rồi đó. Cục này 700 đúng không? Rồi. Lấy được 36 xác rồi đó. Mình tôi. Này đi. Ok. Ý lộn, bút lộn người. Tiền. Do thám. Ồ, do thám quá đã luôn. Hôm nay. Này nó lộn nữa gì nè. Thì nó đang đánh độn đi. Xài bớt tài nguyên hoành lại. Ok. Nãy nữa vừa xong phải hoành lại. Hoành lại đường này không có gì. Hoành lại cái đường này lút hai này. Xong đi qua đây. Rumba đồ. Hả bút lộn không luôn. Bút lộn không luôn ấy. Đánh dấu này đi. Một trắc. Sì quân đu ti hưu đây. Mình to sắp gãy rồi. Phòng thủ 40 này giảm phòng thủ 27. Đánh vô đây. Chết. Đánh vô đây dính lại thằng lừa này. Dở luôn. Vừa nãy đánh dấu này đi đậu phòng là ba đánh dấu quên mất. Chợt nhận ra cào vô vị trí của quang đi không bị xúc huyết bắn mũi tên nổ đây không xi nhơ lắm thì phải. Heal đây tiếp nè. Mày biết gì không, mày sẽ chết. 3164 tỷ lệ chí mạng 25%. Quăng xíu luôn đi lũng. Má nó phê. Mày che mất tiêu rồi. Giấu này cũng đi. Mày bị che mất tiêu rồi. Cơ cào đây 11 đam. Làm gì nữa. Gài cung. Heal không. Heal là phá sát đi. Mình đi chặt cái nở cúc ấy. Bây giờ chém với bên tôi đủ không tàn sờ vô vào vị trí 3. Bắn ra đi. Không đủ đam luôn. Không đủ đam nè. Cúc nè. Còn món này tập trung heal phát. Heal vào đây. Bắn 3 nè. Heal vào đây. Cúc nè. Còn đấm chán nó hay hơn. Mới chém nó cũng không chết. Đấm chán nó để mình câu tên hồ máu. Rồi. Đấm chán mà nè. Cút luôn. Rồi thơm rồi đấy. Từ đi tiếp đi. Để nuốt hết 4 cái đuốc rồi đó. Không có cái gì luôn. Cái này lúc không có tiền bỏ qua. Không có. Cái này chắc mình không hoành lại đâu nhỉ. Mình đi một vòng hôm nay đúng rồi. Ok. Xả thì bên tôi.
bỏ cái này luôn đi. Tiếp 20 stack rồi. Này. Ok. Loot này. À, nhìn qua nhìn lại. Anti Warden cộng 40% đam khi máu dưới 50%. Húp. Còn 8 đuốc mà đi đường dài vậy. 8 đuốc thì không đủ luôn á. Dũng lên đi. Ok. Qua đây. Cái này là cái hoa nãy đúng không? Chinh kẹt nữa không? Có chinh kẹt nhưng mà chinh kẹt lỏ. Ở chinh kẹt có Avalad không ạ? À? Cũng lỏ lắm đâu. Đầu game mà có đó là ngon ấy. Mà giờ cuối game đồ mạnh rồi nó thành đồ lỏ. Tiếp. Take up the spades. This is nothing to trouble ourselves over. Sắp hết đú rồi, 7 đú nữa. Xuống đây. Mình tàu. Ok. Our cause is righteous, hop. But requires funds. Cái cuối nè. Qua bên đây. Đẩy cái này xuống đây. Rồi. Mình nhiệm vụ là hoàn thành 90% phòng. Chắc là cũng phải qua bên kia rồi. Phải lên trên đây liếm đỡ cái phòng đi. Lỡ mà đánh căng quá mình còn có đường chạy. Thằng này lấy chìa khóa ông Bru. Martha thì sao? Khóa đỏ không được khá tiền. Lời quá chứ. Cho mình to giải chết quán này phát. Ok. Xuống đây. Né được một trận giao tranh. Một giao tranh cũng được. Tôi muốn coi stack này. Quả này stack được bao nhiêu ô. Bóc tay rồi. Hết kính lúc rồi. Sao đủ lộn á. Xuống đây quýnh lộn. Có bản đồ luôn, có lịch trình. Tại sao mà nó lịch trình lại canh bản đồ của một Valentin? Valentin. Tao xin cái bản đồ mày. Hiểu đây. Ông hai ông già nè. Một ông nè, hai ông già với thằng nông dân dễ rồi. Tốc độ quyết định trận đấu mà anh em thấy tay nó đi sau tôi rồi đó. Tôi biết là tụi nó xong rồi đó. Nó búp lên các kiểu luôn đúng không? Chỉ tay nè, chuẩn bị đến điểm danh mọi ba. Nó heal lên. Heal làm gì khi tụi tao một chặt là chết. Heal cho người bạn già. Ý già nó đi trước, nó đấm vô vị trí quen đi hụt. Một thằng nè. Heal. Ok. Hai thằng nè. Hai điểm danh mà. Sao nữa? Chọn vô ăn đi dính luôn, xuất huyết luôn. Quá đã. Quá đã. Ba thằng nè. Dễ luôn em à. Này cho ăn đi ăn luôn đẹp. Lút đi. Này đi nhanh ta. Ui da. Trong những thằng như vậy vẫn có một thằng kiệt sức. Đâm được tôi, tem tôi hai phát rồi. Ăn chán đi mày. Không chán được luôn. Đỉnh thiệt. Mang cường cái gì. Trong đống đó ấy vẫn có một thằng chọn tem tôi như là hột rồi. Không mình xén tí nó chọn được ba cái rồi. Tính như còn giá trị hơn mấy thằng kia. Cút. Cái đồ. Cái này có rồi. Đốt quan đồ này không? Họ để dành đú đi. Có do thám. Đánh nhau đây tiếp. Lút không đi. Lút chay. Lấy thêm cái bản đồ nè. Nó không có phòng bí mật ta. Vào đây.
ơi, ồ lại là lui. Nhỏ da đen nè, nhỏ da đen chịu rồi. Nhỏ đen này hiu rồi. Nhỏ đi đi rồi đánh dấu. Gài tên, rồi tên nổ luôn, hấp dẫn dữ mày. Chém vô đánh dấu vô đây, không dính luôn. Không dính là hiu vô đây. Ôi nhỏ này đi trước đi. Ừ rồi. Mày biết gì không? Mày sẽ chết. Đánh dấu ở đây. Quang đi trừ phòng thủ rồi, quang đi đánh dấu này đi. Ca su đi trước đậu con ca su tiễn nè. Ca su. Bru. Nãy Bru đi trước nó mà. Bru. Anh nu. Ờ hết hồn. À mày rồi. Dạ. Yeah. Con mẹ mày. Hồi nãy đánh dấu không đường này luôn à. Mò máu ra rồi quang đi giết này đi. Mười chín ba tám tỷ lệ chí mạng 17%, không chí mạng được, không có dấu, không có đam, đấm vô vị trí của quang đi, quang này giết này không đi thì dở, mình phải đợi nó gài cung mới giết nó, đợi nó gài cung xong mới giết nó, tên nó tha nhau, tại vì tên nó rồi nó phải gài cung. Mày cút nè, không đủ cút rồi, quang đi muốn trước cút nè. Biến hình. Kệ đánh dấu rồi đi, tên sao giết được. Lút xác. Hai xác tiền không ấy. Đánh xong trận này cắm trại là vừa rồi, giết nè, không đủ luôn, quan đi xử đi. Nó buông chương cho nó cút luôn đi. Mày vô đây. Hù, mày biến thú để hù à. Ai chỉ mày chơi game kiểu đó vậy? Không chán được. Chắc kinh sót. Muốn nè, hồi dính rồi. Dạ dạ. Cúc mà. Sao tôi uống heo nhường quăng đi ăn ta. Hơi lỗ qua đó xíu. Vô đây. Ở đó heo nhường đi ăn thêm cái bản đồ nữa. Thay là con nhỏ này. Đậu phộng, nó phải kẹp con nhỏ này vô. Má đánh đem tôi rồi phải kẹp nhỏ này vô. Tôi silo. Là bị silo lại xíu. Không mẹ, tôi bạch tiêu quyết tụi nó nhanh luôn. Tôi quét tem nó nhanh luôn ấy. Còn mấy ô nữa. Sắp xong rồi. Gom đóng tiền thì sủi cũng ok, hiểu đây. Mày nè. Búp rồi nè. Búp rồi là chuẩn bị tinh thần nè. Chị bọn duty treo đây hay mày. Được mày. Treo đây tao bắn ba. Hiểu tiếp. Này thì che này che. Vậy mà che nữa đi. Xu quắn hơi bị ác. Hồng áo đây à. Ủa này che ở chứ mày hằng vị trí 2 hả? Nãy tôi thấy vị trí 2 mà. Hiểu. Mày che nè. Che nè. Che nữa đi. Rồi xong. Hồng nó đứng vị trí 1 nguy hiểm nha. Rồi, mở đau rồi. Bao nâu rồi. Ok. Lui vô đây, hiu vô đây. Đi dạ. Bắn ba nè. Giết này đúng không? Không được đâu, phải đánh dấu. Đánh dấu rồi đi, không đánh dấu dính luôn. Quang đi. Rồi nó dặm anh ti rồi bro. Đi chưa. Nó ham đam. Nó chưa muốn dọn anh ti. Tính ra con này nó chưa bao giờ hiện cái anh ti luôn. Tại vì chưa bao giờ tôi cho nó dọn anh ti cả. Cúc. Nó là thằng chết đầu tiên. Rồi sinh lên. Mang đi quả này gom 51 cái đầu rồi. Kill confirm. Kill confirmation. Kill confirm. Đánh dấu rồi đi. Tiếp tục loãng 3 ở đây. Đạn của quân chương lũng người quá, bắn lũng hết trơn. Tiếp. Dí vô vị trí của quân chương. Quân chương bị dính 30 độc. Má thốn. Má thốn. Heal đây. Mà tập trung heal cũng được. Cái này dở, nãy tôi đã đỡ quân chương răng 1. Bên tôi răng
to rank 4. Này đánh tem loot mà. Đánh con to nguy hiểm quá, thiếu một đam. Cơ dựng sáng này lên. Rồi, giành nhau che nhỏ này hả? Che cho Sidogen. Bảo vệ Sidogen. Anh thi qua đi hình. Hôm nay anh cung. Thiếu hai đam này nữa. Thiếu hai đam nè, quăng đi ăn nè không đi. Lụng nè, hụt luôn. Điều ra tiếp. Cắm chạy đây cái. Rồi. Bỏ cái chạy này lấy tiền vô đây. Ăn full đồ ăn đi. Này còn 22 độc đúng không? Tăng do tháng. Nó không ra phòng bí mật luôn mà. Tăng kháng điều bút. Kháng 5 bớt. Rồi. Bên đây ai cầm máu tôi cái bru. Ok. Mình đòi là tiếp tục than giãn gì cũng sống. Mình đòi đến đây đi. Quân trưởng đây đi. Mà tôi đánh chấp tụi nó luôn nãy giờ. Mình đánh đúng rồi đậu. Không hơi bị quý gì. Này đánh trận nữa nè. Đánh chuẩn bị hết đú rồi. Tay không. Rồi đứt tay luôn. Giảm đam. Ok. Full malo tiền được ngon. Bút lên. Điều gì? Ý da điên luôn rồi. Há không sao, tem mang đầy cây. Muốn múa gì cũng được. Đánh dấu vô vị trí của mình thôi. Ý da mình đi trước đó chứ. Mình đã giải rồi. Formation. Đánh dấu ở đây. Không đánh được. Đánh dấu ở đây. Đậu tôi dí mày mà. Không đánh dấu được luôn. Quái linh. Che vào đây. Che qua đây mù rồi đi. Chém vô đây hột về. Tôi ra cào vô vị trí của Karasu. Mà làm gì? Quăng đây. Ừ mà lên đây. Rồi. Mày lên đây. Tao đang thắc mắc không biết làm sao đánh mày. Mày dám bước lên hả? Đánh dấu này đi bờ ru. Quăng đi làm được. 40% phòng thủ của quan đi chắc chắn không chết này đâu. Khó. Khiên dày quá. Lúc trước sáng này phát 500 gold nó ru. Da cào đây 20 máu tàn hình. Chém vô vị trí của Karasu. Bút thêm miếng đam nè. Chắc kinh sót nè. Lụm một thằng nè. Tự hiêu quên đi. Quán chết này luôn. Không chết được. Quang đi ăn nó đi. Quân sát tiếp mà. Đó. Bắn 3 nè. Hồi chết này luôn rồi. Quang đi chặn này chắc cái cút luôn á. Thiêu. Mày láo này không đủ thiếu một đam. Chém vô quang đi. Ok. Lút tiếp nè. Được 1.500 rồi. Cúc mà. Rồi tôi hiu chứ mẹ tôi lại ham ăn nữa rồi. Tôi lại ham ăn nữa rồi. Sáng đập hồi chết cái. Nó không ra phòng bí mật luôn á chứ. Ủa đứt tay không? Ủa đứt tay. Hồi 16, 16, 18 đam. Phê. Chưa này. Đi qua đây. Có 4 cái cudio, 2 phòng an toàn. Da má mình toi đau. Nhức người. Cái đú cuối cùng. Rồi, không đánh nhau, hết đánh nhau rồi. Nó đây quanh lại đi. Đây mình quanh lại. Đánh 2 trận này nữa, đâu còn cái phòng gì có nguy hiểm đâu. Rồi hết đố luôn đó.
Lút ơi. Cây kiếm reset bệnh luôn. Quá. Ăn đồ ăn. Nãy thấy có 7 đây mà. Không phải à. Thế chứ. Tôi lút xong đóng này đã. Đánh hai trận này nữa. Mình xui gặp bọn Raybot này cũng gom được khá khá. Mà tem đánh 5 tay gặp Raybot cũng hơi mệt. Không có ai giảm giáp nữa. Bọn nó chặt đầu, gãy rìu, gãy súng hết. Vào đây. Chơi một thêm một lần nữa. Đây còn 3 ô nè. 4 ô trống nè. Gom gom chưa đủ. Máy móc dài mà không gom full ba lô được. Đi đây. Không gì luôn. Đi đây đứt tay luôn. Quá đã vậy. Hình như kèo này không thơm rồi sếp ơi. Cố đi. Mấy anh em ở nhà đang cần tiền của chúng ta. Đúng rồi. Có chìa khóa mà. Em mang quả đú đi. Ok. Đùa này đánh thêm một hai trận gì đó. Ăn hết đồ ăn đi. No luôn rồi. Má quyết tử cho tủ quyết sinh nè. Vô. Chiêu rồi tách mi vô. Chiêu rồi tách mi. Thôi rồi tách mi đi. Kêu người ta che cho đi. Chứ giờ sao giờ. Ủa có hai thằng à. Ba thằng à. Dễ. Giờ tự hiếu cũng được. Mấy này đâu có đánh vô trong kia được đâu. Nào có phòng thủ. Thằng này có phòng thủ nè. Mấy này ở trần không có phòng thủ. Ở trần nè mà cái giáp vô con mẹ tụi mày. Đổi nó bảo hiểm không mặc giáp à. Ok gài tên. Tên kéo. Có khi nam vô bên tôi á. Bật phản đòn. Thằng này cũng bật phản đòn luôn. Tự heal tới đi. Đánh trận này ngon, đánh thêm trận nữa. 28-58. Tỷ lệ chính xác 95% rồi. 27% chí mạng. Khả năng cao là nó cút không cút. Đàm tối thiểu. Mày láo này một thằng. Nhờn với bố mày. Karasu đi trước rồi. Không. Nó chém vô. Nó hết bắn được rồi. Mày hết bắn được. Bắn hụt luôn. Đánh vô quân trường. Ok bro. Heal. Heal nè. Heal nè. Heal nè. Heal nè. Giờ thiếu đam nữa. Giết đi. Chỗ là đấm đau lắm. Gom 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 gom. Tiền tiền tiền. Bỏ sản lấy tiền. Này gom khá khá đấy. Tiếp nè. Nó đủ đít game anh em ơi. Đủ không hết lút. Hết mình lút dữ quá đít game. Đợi tôi xíu. Cười. Rồi. Xô nhẹ cho anh em con mod đậu. Không anh em lại kêu tôi mod nên xe lu. Ai mà lại chơi như vậy. Xong rồi lấy anh em kêu má. Tuy đen giả bộ dàn cảnh. Tuy đen giả bộ của anh ta lấy F4. Xong kêu đít game ra. Xong rồi chích mod cho anh em xem. Các kiểu luôn. Hả vô kênh ác vậy. Ui. Cái đi. À hết hồn. Tôi tưởng. Ồ gặp bọn gâu à. Con gâu có túi tiền luôn. Đã. Mày chạy đi đâu. Chiến này trước nè. Giảm hồn hủ này đi. Đừng có cho nó chạy. Rồi. Với hai anh em nó trước. Bây giờ mù. Đánh dấu rồi đi. Bắt đầu điểm danh nè. Lấy che. Đánh khiên vô hộp luôn.
Che đây cậu né à. Chạy. Chạy, chạy đi đâu. Giết nó. Kêu đây. Dính ran tích rồi. Một chém 52 đam. Dí dí này. Đừng có cho nó chạy. Đừng có cho nó chạy bro. Đúng rồi. Mày chạy đi đâu. Mày chạy đi đâu. Thiếu một đam. Ồ, lăn vô vị trí của Minh Toy. Minh Toy tàn hình. Nó không dội Minh Toy được. Chọn cái lâu lâu vô vị trí Karasu. Karasu né được. Bên này giết này cũng đi. Không được, không có đam. Quên, không lấy chiêu mà anh Tấu lấy gì có đam. Bắn 3. Rồi, bạn đi dứt điểm rồi. Tiếp tục chọn bên lâu lâu cho Karasu. Karasu có chán, Karasu không chán. Quang đi. Gom tì. Húp vô. Má trận cuối gặp bọn này ngon. Gom đậm. Gom được cái này là gần 5.000 tiền rồi. Húp. Sủi. 18.000. Ôi. Má nó đã. Má nó phê. Cái này không, kinh tế cực mạnh luôn. Cái này gần gần một gần 100k không? 90k. 250 nữa là 90k. Đó. Minh Toy vẫn kẹt ở đây à. Ồ, ai đó kéo Minh Toy cái nữa là Minh Toy cấp 3 người bị bệnh luôn. Không sao má, 90k đủ chữa bệnh cho mấy bro. Má ngon. Ồ, về Siro Maro mẹ báo thủ tập trước đủ đấm tem mà mẹ vô đánh bài thua 5.000. Rồi phát edit bro. Con chương này Minh Toy đi hỏi gì chết trước đi. Đau đầu nè. Con chương nè. Hai cái đau đầu. Minh Toy vô đây. Thì đây. Nó cũng kinh sáng lên tôi đóng đồ vàng. Đây đi. Mình đi chứ đi đập đá là hồi xì chết rồi. Rồi ok. Giờ quăng đi với mình to gì hai cổ máy phong tiền ao giao tranh rồi. Rồi quá sao nói mình có kinh tế đánh boss rồi em mà. Để chú coi. Cái này có rồi. Cái này chưa có hay gì nè. Ôi. Chắc phải vô liếm cái này. Hình như cái idol này, cái idol cuối cùng mình chưa có. Đánh thêm trận nó đi. Ok nhờ. Bán cái thương này. Bán cái áo giáp này. Rồi. Harrod bị gãy xương. Siromaro thua bài. Yakino, Yuchi. Trận boss này có lẽ tôi đem Mikey để Yuchi vô đi. Chi vô gạt đầu á, nhóc ác này á. Bên đây có đồ gì ngon không? Lấy cái này đi. Cái này hiếm, cái này là thứ cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng. Bike nè. Nasi Phan Lần không? Nasi Phan Lần cũng đi đánh boss luôn. Minh Phương nè. Tôi cần một người răng 2 nữa. Chú đáng à. Này tem độc rồi. Tem độc duy nhất à. Tôi đánh không có trùng tướng nữa mà. Đây đi. Một hốc bơ đây. Mày Yuchi kéo lên vờ cho nè, một hốc bơ này vô đây. Yuchi kéo lên vờ cho. Rồi. Vậy chích cụ Bike đánh như nào. Đứng vị trí 2 hả. Vị trí 2 Bike đâu phun nước miếng nhiều đâu. Lấy Minh Phương đứng vị trí 2. Minh Phương đứng vị trí 2 heal cũng mạnh luôn. Tôi thay Bike thành người khác đi. Để một hắn bơi kéo một hắn bơi của Yuchi đi gánh được một hắn bơi. Vũ à. Vũ có châu hơn Bike 54. 60 châu hơn xíu. Vũ cũng được. Vũ đánh cận chiến cũng được. Đam Yuchi, Yuchi gạt đầu. Một hắn bơi đứng vị trí này thì sao đây. Một hắn bơi thì có nhiều anh em cũng hỏi tôi một hắn bơi đánh như nào. Đánh kiểu giật lên giật xuống anh em. Tôi coi có con nào mà giật giật không.
cũng có giật giật đó nè. Thứ nhất là con này nè, thứ nhất là Miyuma nè, kiểu giật lên giật xuống cho Miyuma phóng giáo ao e mà luôn, hoặc là Haman gì đó. Haman thì lên lên một năm rồi. Chịu đem nội Shiromaru vô đi với Yuchi má bách đừng giỡn giỡn má đấm Yuchi. Yuchi đấm lại cái Yakino mà Yakino lại kéo tân binh cũng được thôi, mấy người mạnh mạnh nó lại kéo tân binh cũng được. Giờ chơi đảng ra đi, đảng đứng búp thôi, hồi đảng đánh cận chiến cũng được rồi. Điểm chờ Yuchi đủ. Yuchi quả này lấy cái đánh nhau né cộng né với bọn này. Ok, cộng né này để sống thôi, cần đam cận chiến à. Có gì đó cận chiến không, tức là yêu đạn có hai món cận chiến ngon ấy chứ, một vấn đề là không có ở đây. Đánh lấy cái gì đây ta? Khu này mình tiếp theo định đi khu gì? Khu này à, đúng rồi, khu này là khu sa mạc. Mình có cái idol chống bọn Will nè. Ok nhở, né bọn Will cộng đa chính xác bọn Will Lander. Này bật cái này đi, thêm cái thần kiếm đó không bro, quá thần kiếm thì bro dư đam quá. Kiếm này bro dư đam quá, rồi cầm này đi. Ồ má con khách đam càng to nè. Hôm nay cầm heal thôi, khỏi thần kiếm đi. Heal cộng heal Lindon, heal tới chết rồi. Heal Lindon cộng heal Lindon nè. Có một cái đồ của Vector mà nó cộng thêm là hồi máu khi mà gì nữa, trừ heal Lindon giải đam đốt. Catonic, cái đó hình như mình dục hay gì rồi, hồi máu mà ở trong lượt thủ ấy. Đây nè, này cũng ok. Hoặc bơi hả, bơi cầm gì đây, cầm áo tràn tàng hình rồi. Búp hả, hay là két để gọi là kiếm miếng chết cơ cũng được rồi. Con này test chinh kẹt test cho tới đi, rồi cho mấy người sập cầm cái đó thôi. Yuchi à, có tiền Yuchi đang chiêu nè. Thủ lĩnh Yuchi ở nhà thôi, ở nhà đập đá thôi. Lâu ra trận khiều nhẹ mấy nhóc ác này cái. Vũ ý, khỏi vậy. Shit, yêu đảng 1, 2, 3, 4, 5. Gà hết luôn đi. Ok, vũ khí rồi đúng không? Đây ưu đảng nè. Tôi coi là chiêu phát. Rồi vũ cũng nhanh là sổ rồi. Ok, full đồ ăn sẵn, khỏi đút đi rồi. Đút là đút free. Mấy cái này để loot xác sẵn để hồi xì chết đâu đúng không? Này để kiếm đồ ăn nè, ba bình. Rồi hai chìa khóa đi, ba chìa khóa đi. Ok go. Gục. Gục gục gục. Tiếp. Ôi cái map lịch xấu. Má đi tẻ hàng nhánh xa quá linh. Mới vô đánh nhau luôn. Ừ, về mà hút mấy nhóc. Đi chích cụ luôn mà. Về mà hút. Relu
Revenge Vũ 2. Vũ 2 vào vị trí Yuji. Yuji sẽ chết đang rất cao. Yuji bật Revenge lên. Yuji chém họ. Yuji họ sẽ chết à. Cắm XP tịch vô đầu này. Bà tôi đang chiêu gì đóng chiêu cận chiến rồi. Sao trận này chẳng sao đâu, cứ một gạn còn đi rồi. Furion One bên đây tàn, nhưng mà dân chơi thể chiến không? Chơi thể đánh nhau không? Chém sức huyết mà nè. Má 11 sức huyết, bóc cái này ra nè, húp. Bóng cái này vô đây nè. Cái chiêu này chỉ mạnh khi mà buổi sáng thôi. Buổi tối không mạnh được, không có ánh sáng. Đánh vô vị trí 1 HP né được. Ủa vô đảng 20 đam. Mày cút, mày không đủ luôn. Đù. Ôi da chém vô. Hay da một bơi bị am vô rất cao. Ơ rất đau. Phung này ra. Tụi nó giảm giáp đây, đậu còn đánh map này tụi nó không có giáp. Cấm final không? Cấm final đi. 97 đam từ vị trí của yêu đảng. Đẩy Minh Phương lên, Minh Phương bắt đầu. Minh Phương bắt này một thằng cút nè. Yêu chi. Cương tốc độ không? Tao đi nhanh hơn mày một đồ lụm. Mày lấy cái chì cũng được. Kiểu lấy cái chì đẩy lên thì mình gọi là mình bát được anh em ạ. Ok, tiếp. Vậy đi, cứ vậy thôi. Ngồi dính bẫy vô chi rồi. Phê. Trốn đi bro. Có cho thám. Mày vô chi máu thấp đi càng nhanh mà muốn giật lũ vô chi hơi khó đấy. Ăn đồ ăn cái. Để đề phòng bất chắc. Đồ ăn nhiều. Vô. Hai đàn hình rồi. Ok, đít bự với lại cầm rìu. Lúa xác mà support tem nó. Ra lưu. Mày đít bự thì vô đảng giết được. Đi bốc này đi. Heal nè. Không có heal 44. Húp. Chém vô Yuji hột. Ờ dính. Nó chạy về. Yuji cấm đi ven. Này cầm Intimidate vô nữa. Cầm Intimidate phá thằng hình. Quán này ra. Đứt bự nè, đối thủ của mày là tao. Chỗ này mà húp, hai tên là chết rồi. Một gạn nó 11 sức quý nữa. Thì dài giải sức quý luôn, đỉnh. Đỉnh quá, giảm đam này đi. Làm gì? Bắn ai? Ừ. Dù chi chém còn đủ chết luôn. Dù dạ. Bắn 25% phòng thủ đây, chém dù chi. Dù chi 112 máu rồi đó. Chém khi nào mới chết. Gặt cái xuất huyết ra nè, hiện hình cái cấm final không xuất huyết được. Hù hù vô chi. Đi ra nguy hiểm. Bấm này ra. Tiếp tục là giảm tỷ lệ là phòng thủ của nó, heal đây, quá heal đỉnh. Mọi thằng bên đây heal ác. Mẹ, trận chiến của những thằng support à. Bây giờ kéo lên, có lên được không lên được. Vô chi, chém này đi. Chị chém 6 móc, nó 6 móc máu Yuji, nãy mà chém được vậy là nó chết luôn rồi. Hù Yuji. Đi bút này đi. Heal đây. Heal qua 26. Má cầm đồ heal, heal ác. Lướt sát. Yuji, trụ má nổ xì chết cỡ đó. Nổ xì chết cỡ đó là nguy vô Yuji rồi. Bru à. Tan vô đủ rồi, chết mẹ nãy không cấm final luôn. Bóc cái này ra đi. Ở đây đâu làm gì có ai heal xì chết cho bro đây. Bro phải tự heal thôi. Heal máu đi. Ừ, bình tĩnh lại. Đúng rồi, ôm đi kiếm đi. Làm gì, phóng vũ khí ra. Rạn giết này rồi. Chiếc này không đi 138 đam nữa, vị trí của yêu đảng. À, yêu đảng mạnh điên. Khóc cái này ra, ăn được không? Không ăn được luôn. Bong chích cụ luôn à. Người tiếp theo.
Hả, Yuchi tôi xạo Yuchi nè. Bình thường đem heo linh đồ thì không xạo chứ quán này xạo nè. Rồi, mèo đau luôn rồi. Oh, chino, bro. Bro, đừng có chém tay em nha bro. Cho bro nè. Đốt mà đi giảm si chết nè. Giảm si chết nhận vào. Đồ ăn. Ok. Ủa, bơi cứ ngồi ăn bánh thôi. Bơi bỏ chiêu này đi. Rồi, lâu bắn cái đầu lâu két cái. Cái lấy cái chết. Tiền rồi hớp. Ba tàn hình có Raptor. Chết mẹ mới lấy Intimidate nữa rồi. Relu. Con tư đá dọn luôn này vậy. Cười bắn ra. Chắc được một người. Chắc được một người rồi. Rồi 4 tàn hình luôn. Hết hồn tôi tưởng bút này 4 tàn hình này mà về chế dế. Ê what? Chiêu này như 6 tàn hình. Thì già dở. Má không để ý. Nhớ lại đậu con chiêu đó 6 tàn hình. Trời dồn chết hẳn được. Hiu. Ui. Má cầm đồ hiu hiu ác. Hiệu ác. Hiệu ray. Chậm 3. Dính luôn. Thiện nó to ra nè. Nó to đông dương chi à. Mày không dịch giờ đúng không? Mày quyết định tử chiến này à. Mày quyết định tử chiến rồi để ưu đảng dưới luôn đi. Hiệu dương chi nè. Túi này, ôi nó hiu, nó bút bò rồi. Em phải giết nó rồi, kéo lên luôn à. Ra phai, đánh cho Minh Phương rất nhiều. Yêu Chi chửi Minh Phương. Yêu Chi chém này không chết được, chém này đi. Chém full down không chết được này. Hiện hình không, ép này hiện hình không. Thôi bắn đầu lâu đây, bắn đầu lâu đây. Ép này hiện hình đi, để cho lút xác nữa. Xác được mình gánh lên tên nữa. Họ đẩy cho Chi. Chém này đi. Đứng này. Đứng này tôi bong luôn nè. Để cho Chi chém được. Nó lúc xác đây. Chi đi trước lần này cút nè. Rồi. Mày biết tin gì chưa. 127 đam đến từ vị trí của Du Chi. Mày sẽ chết. Đấm vô Minh Phương. Minh Phương đang rất đau. Không hiểu được cho Minh Phương quả này. Tiếp tục là xóa màn hình của thầy đi đậu. Khó chịu chưa? Khó chịu chưa? Khó chịu chưa? Yêu Chi nữa nè. Con hộ hồi Minh Phương làm luôn rồi. Này thì cuối rồi. Thôi. Định dơi sờ làm tao hay gì. Cuối nó là một bon. Bật ngửa luôn. Húp. Ok. Dũng ra đi. Tiếp. Có cái thùng đồ ăn luôn nè. Thùng đồ ăn quá này chắc thùng đồ ăn có tôi lút tay. Lút tay cũng đi. Lút tay hơn xuôi 100 ga trên kịch vàng. Ôi nó crit. 100 ga trên kịch vàng. Lút bao nhiêu cái bình súp rồi vẫn không ga. Lấy cái bản đồ đây. Trên kẹt ơi. Ồ, Ray Ward hả? Vô đây. Lắm mang nàng vào nè. Còn có hai thằng nghĩ gì rồi. Đi bút mày luôn nè. Hả, giảm tốc độ cực mạnh mà. Giảm tốc độ giảm né. Tăng chiếc mạng nhận vào. Chiêu đi bút được ba lù lắm nha anh em. Má đi bút mạnh điên. Con xá đăng hình đúng không à. Kinh. Nếu như mà nói cái việc mà con này đúng là nó trong vài trường hợp thì nó không mạnh thiệt, mà trong vài đánh boss đó, nó dí một thằng đậu dí hơi ác, nó như lên là quay của bắt kịch 2 vậy anh em. Cái chiêu điệu bút nó mạnh đó. Mạnh điên. Giảm phòng thủ không hay dí nữa, dí đi. Nhìn mấy này không xuất huyết giờ sao, đâm lên bru. Ừ
đi cho Bru á, Bru để quốc nó đi. Chém vô Minh Phương à, má tem trọng lắm. Mà đánh yêu đảng thì được chứ. Đánh người này tới một mít mới chết. Tới một mít mới chết. Ôi có kiểu đệ luôn hả? Hấp dẫn vậy. Thù luôn hả? Thù tàn hình rồi. Dứt điểm này đi. 65 đam. 65 đam đủ chết được một thằng nhỏ không? Thằng này 51 máu, đủ chết thằng nhỏ phá giáp đi. Bông mà luôn à, hụt nè, Diệu Chi chém này luôn đi. Đánh vô vị trí của một HP, bỏ bơi tàn hình. Ừ. Hồi chửi một HP. Gì? Ơi. Hồi chửi Win Tem. Cái đó chỉ là bờ lem thôi, đừng có chặt tem với Siro Maro là được. Đánh vô đây 44 máu. Biết gì chưa? Tao là du lì đòn, lên. Hả chửi luôn ngay vô đảng. Diệu Chi lâu buồn chửi chơi vậy đó. Bắn lâu lâu chết đúng không? Chí mạng nó chết. Chí mạng được. Tạm biệt mày. Lú. Ấy, má đánh robot nó giàu. Má đánh robot giàu lắm mấy. Dục mày luôn đi. Hắn này không đi. Ok. Rồi cắm chạy cái. Giữ cho Minh Phương không meo đao đã. Đàn cho nhau nghe. Diệu Chi không chịu nghe à. Đạo chịu Bru. Bru không chịu nghe tôi chịu chứ biết sao. Còn chết đây. Cộng chính xác, cộng chí mạng cho Win Team. Nhưng mà sẽ bị dính horror nếu như mà là dị giáo. Phải lẹt. Phay lẹt, đủ phay lẹt, 4 phay lẹt luôn. Anh này có tôn giáo. Húp. Húp. Quá điều bác sĩ chết nhận vào mấy tôn giáo hơi cao nha. 200%. Rốt. Sĩ chết. Má sĩ chết quá. Dòng lại xa. Đến đây nữa. Mới đi được có nửa map rồi, chưa được nửa map. Này mới 5 mô nhiêu. 1/3 map thôi. Ui. Đậu phòng đó. Họ tính là mình có đú đánh xuyên tàng hình luôn á. Không đâu có sợ gì nó đâu. À đây em tiêu mi đáp vô nè. Ok. Nói xuyên tàng hình mới nhớ. Chung giờ tàng hình là mình show nó ra hết được. Mình chém đi xuyên tàng hình luôn. Nếu như tôi nhớ có cái đú trong ba lô đậu phòng. Nếu như tôi nhớ. Đây. Hồi luôn bệnh luôn. Oh shit. Hồi chùi quần giam đam luôn đã vậy. Ui có nè. Hồi đây mót tiếp. Bè đù. À này vụ đạn đánh này mệt rồi. Đánh bọn em mệt rồi. Vụ đạn canh đâm hai cái final cũng được. Để bước chí mạng này đi. Rãn đâm nó hên xui nó chết luôn á. Giảm đam này đi. Cuối đường bắn đao nè. Oh xì chết. Cấm revenge. Đánh như chi. Sao nữa. Hồi hụ đây. Mình đè thêm cái gì nữa đây không biết chết không. 12-3 tới đây chí mạng 30%. Không được. Mỗi bơ đang xì chết đang cao nè. Xuyên giáp cao. Bắn lâu lâu ra đây. Đấy. KS nhẹ. Cơ chén du đảng. Hiu. Hiu. Chi giết này đi.
Mày láo này, khổ cho mày hút sát luôn, cứ nó hút sát vô bắn quả pháo kinh lắm. Bắn cái đầu lâu đây nè, trong cậy vô một HP thôi. Vụ gì tụi mất máu. Finally Tam tỏ hiểu luôn, đẩy một bơi chém vô một HP. Mày dám chém một HP hả Vũ Chi? Mày dám chém một HP hả? Một bơi bắn này luôn đi. Không đủ đá ham, thiếu hai đam. Hụ Vũ Chi tiếp. Vũ Chi quả này phải heal xì chết thôi. Ok, heal rồi đâu ơi. Tôi ráng đâu sợ được vô này đúng không? Chịu, đợi. Mình cho một HP ăn đi, một HP đi nhanh. Ok, có hai cái chết, trừ chính xác trừ chiếc mạng của thù. Cái này có rồi. Ok, go. Hai bình này đi bút chích cũ luôn. Tiếp. Mấy con chó gì gì luôn, mấy con chó là dễ rồi. Vũ Chi quả này khỏi bật revenge, Vũ Chi hồi chết đi. Bè luôn. Đậu dính Vũ Chi luôn rồi. Đi bút này đi. Ok, chỉnh nhấu vô vị trí của một HP không được. Ủ vô ưu đảng. Ưu đảng choáng không? Không choáng. Tên đầu tiên sao chán, heal đây. Chi hồi chết đi. Ồ, má hồi chi chết nguyên tim. Vừa đấm vừa xoa. Heal. Ừ. Bắn vô vị trí của một HP. Chém vô vị trí của ưu đảng. Cắm con chó luôn đi. Vì gì mà xô này ra. Để cho lút xác bắt con chó hụt luôn. Vũ Chi, Vũ Chi làm nốt đi bro. Mà anh đây rồi lướt xác cho nó hiện hình cái đồ lướt hai xác luôn. Đã bắn để lui giờ. Mày lui được đi đâu nữa giờ? Heal đi. Mày lui được đi đâu? Món bơi mày hiện hình ra cho bố. Rồi xong. Vũ Chi chém không chết luôn. Quăng vũ khí ra, xuất quyết quyền tìm, ngon. Ngon. Có điều bút nè. Tiền đi. Cái chinh kẹt này không cần nữa đâu. Rút. Tôi cần tiền. Tiền lên nâng tem, ở sao tem lên luôn, nằm hết đầu, không có tiền nâng vũ khí. Nghèo lắm ấy. Nghèo là mệt lắm ấy. Không biết kiếm lên. Còn bao nhiêu ô nữa? 6 ô nữa. Thấy sao không biết Vũ Chi chịu nổi xì chết không nào, bê ru. Bè lu. Hiện hình nè. Một revenge không? Revenge đi, trận này còn revenge đó. Cái này trâu. Chỉ vô tay vô yêu đảng bị đánh dấu, má nó dí yêu đảng chết. Còn pháo sáng luôn. Heal. Đánh dấu em không ngồi, đánh dấu em Vũ Chi nữa. Fury ao quanh. Tên tôi đi trước thì ngon. Heal. 44 máu. Giật đúng không? Không giật được. Dí rắp to đi. Bắn này ra. Heal. Giảm đam này đi. Ok. Chi tuyển được một thằng nè. Hay già 39, 83, 88 thì lại chi mày. Nói chung là thằng này dễ chết hơn. Bắn đít bự đi, đít bự bắn 2. Chém đít bự đi. Đó. Bắn, ý da. Còn quay vô đảng rồi. Hai thằng dồn vô đảng xong rồi. Ui, má tôi nhìn, có hồn máu rồi được. Quả nó sống được là ok rồi. Không
mình có cắm cái bia tịt vô đầu rồi. Mày bắn tao này đậu mộng mày, bố láo này, bắn đồng đội tao này, bắn này ra luôn này, thiếu một đam luôn, yêu nè. Mà làm gì, đóng vô vị trí của Minh Phương, bong chích cụ luôn à. Mà tập trung heal chiêu đảng cái. Hồi chết đi bro. Nó tính là tôi đem cái New Land để chích xuất ra mà tôi có nhớ xài đâu. Ý là không nhớ xài á. Giờ mình có 3 bình nè, mình có lợi thế giao tranh. Vấn đề là có nhớ xài hay không thôi. Thì game quên là một đặc trưng rồi. Đặc trưng của kênh này, đậu hỏng. Nhớ thì ngon quá. Tiếp tục nè, xài nè. Giảm xét, giảm chiếc mạng xuống chứ má, đánh gì sao chịu nổi. Nó to ra đây. Tập trung heal chiêu đảng đi ra luôn. Cấm vì quen xuống, nó đánh vô chi rồi ngon. Bắn ra né luôn, đã chưa. Má đi bút 500. Chính xác cái nó đánh hụt luôn. Hú luôn, dính luôn. Cấm đi ven luôn. Hồi sẽ chết nguyên tim. Cấm đi ven. Heal bro ơi. Heal vô đảng đi, mà nó quanh sót vô đảng được đấy. Cai ta long đẩy về. Cover trong khốn nạn này. Bắn vô vị trí của một HP. Hiện hình ra mày. Chém đắp to đi dừ. 11 xuất huyết. Thằng này cút mà 114 đam. Há điều bút cái là chém tỷ lệ chiến mạng cao hơn. Húp ngay. Đánh vô chi 30. Dư gãi thôi. Vô chi 101 máu lận. Heal nè. Tiếp đi. Hồ chém vô một HP không được. Giết này nè. Chó này am vô được một HP nè. Mày am vô một HP nè. Hai chặt chí mạng nữa từ vị trí của Yuchi. Đủ Yuchi à. Đi ra cắm final giết này cũng đi. 86 máu. Tạm biệt mày. Lấy lại cái bình. Liếm nhẹ lại cái bình. Có cái bình bút được thêm xíu nó mạnh điên rồi nè. Thì đường cũng ngon chứ. Cho sự bọt cầm két mạng cũng ngon. Nếu như không có lựa chọn gì. Dạ. Mã số quý đâu á. Thì quả này cắm chạy phát. Trốn đi bro. Hết sản đúng rồi. Bỏ đi. Go go go. Phải chết mẹ. Dạ. Mình tập trung heal vô chi cái. Ừ, cắm chạy đây cái. Ngon. Ừ, đồ ăn lần cuối luôn. Đường không dài. Ăn 4 rồi. Đàn cho nhau nghe. Đó. Đàn cho nhau nghe. Bút chính xác tỷ lệ chí mạng. Yuchi là phải lẹt hả? Yuchi tự mà giao đi. Ai hồi chết Yuchi cái. Bro bình tĩnh đi. Ok. Không. Yuchi đâm rất to. Nhưng mà không quậy như Shiromaru. Đậu mộng. Shiromaru quậy quá. Xô này ra. Âm bớt luôn à. Heal đi. Minh Phương lui về phát. Không chém được. Này. Bắn đây. Minh Phương lui về phát. Ok. Gió được rồi. Sao nó sợ vô hàng phía sau đậu con gấu nó cơi ở đây. Đấy, vô chi quả này. Khó vô chi rồi. Đánh liều quá anh em. Lúc một HP thể hiện độ là khó chịu của HP nè. Chén chết cụ luôn. Ui quên sai bên đây à. Bắn vô đây kéo lên không? Không kéo. Từ tên sau mình cấm revenge. Mình cấm cái fan vô con gấu không? Gấu chết á. Heal nè. Gấu chết là đại quát không rớt xuống được. Quả này nó đánh 2. Quả này cào 2. Kêu đảng né được nè.
debuff này cái nữa nè. Dù chi chém chí mạng là chết luôn là ngon nè. Không chết được. Ủa đảng phải chơi. Phải chơi chiêu cuối rồi Bru. Cắm máu lên Bru hay em ơi. Ôi win rồi. Giờ mấy này làm được cái gì nữa. Chém chém Yuchi vậy thôi chứ Yuchi hút máu lại. Nó chém đi. Mày đi trước luôn mày giết tao luôn nè. 28-59 khó, giết này đi. Trời ơi, đã chém này là ngon rồi. Mà để heal cũng được. Cái này vô. Múc này đi. Rồi nó chém Yuchi, Yuchi heal vào được, nó chém Dreadnought. Heal lại hay sống. 31. Ok, chém Minh Phương hay mày. Rồi để Yuchi ăn mạng này đi. Yuchi heal đi. Rồi chém mày luôn nè. Má, 148 máu. Còn quá giật Yuchi và thanh kiếm của anh ấy. 18 xuất huyết, 24 máu. Nguy hiểm rồi đó. Tiền, tiền 900. Bỏ nắm chìa khóa ra đi. Còn kim cương nữa. Bỏ ra luôn đi. Ok. Hóa thông quá. Ui. Giật con mẹ nó mình. Trận cuối nè. Rút rồi má, chị chết á. Chưa à, ô cuối cùng nè. Căng ngậy. Ôi, đánh vô đảng, vô đảng né được. Secure it and march on. We still have much to do. Hồi không đánh nhau mà đồ ăn lần cuối đi. Rồi. Ok Dũng. Trận cuối nè. Trận cuối relu nè. Heal nè. Phá đàn hình nè. Chén vô chi dính luôn. Ôi vậy thôi giết rồi đi bên tay mày thôi. Ôi tàn hình bà rồi cũng đóng. Hiu. Vô chi nữa cay ổn rồi. Nhưng mà không bật revenge thì không one shot được một thằng Furio one xô này ra cái 61 máu. Ai đó phải rỉ này cái. Rỉ này vô chi chém hút máu là được. Thiện hình cái mày. Có tôi rỉa đây bro. Vô đam đủ ăn không? Full đam mà nó chết. Tại vì giờ chí mạng luôn, nó trả full đam. Chí mạng luôn rồi. Người tiếp theo heal Yuchi nè. Mà giờ tem nó hai thằng sập rồi. Hàng sập với hàng phóng dao thì win rồi. Ồ, quăng đi tao heal nè. Sao nữa? Giải, giải đi bút. Dí rồi đi. Heal nè. Cấm final chết không? Chết thì cấm thôi. Hai yêu đảng mạnh quá. Yêu đảng chưa có đồ, tăng đam cận chiến cái đậu. Tăng đam cận chiến còn mạnh đi nữa, 1, 2, 3. Quá chi, quá mạnh. Tụi muốn giết tao nữa không? Đủ tôi lại quên xài bên này, lấy lợi thế. Đem về ngâm giấm mà. Đem về ngâm giấm mà có thiệt rồi em ơi. Đem về ngâm giấm mà có thiệt rồi. Cút, đủ thiếu một đam. Đi trước. Cào Yuchi cái. Cào vô Yuchi nè. Lũng. Rồi cho thám không? Ham không ta? Muối nè. Xá tâm lý xấu á. Đủ cho cái muối đúng lúc này. Hay. Đủ xá đúng cái tâm lý bất ổn kia luôn. Được. Mẹ lúc chú ở bên ta. Đù. Có này luôn hả? Thử không? Gacha gacha đi bro.
Món bơi cầm súng này là chắc ngồi. Hồi luôn. Hồi luôn, meo đau luôn. Oh shit. Máy nên liều không trời. Vô coi. Ồ, hang này gì. Hang này cắn bình dí tử lượng. Ui dạ. Máy liền chửi mẹ mất máu luôn à. Máy liền chửi mất máu luôn à. Má lời nói sát hương dữ vậy sao. Mày mẹ luôn. Cái cách sờ vô river này được ngon. Giảm đam này đi. Thôi dở. Má tên nào phải heal chứ. Cầm đồ heal tên nào không heal. Bình rú. Tôi quên mất. Quả này cắm sao không được. Tại vì tên đầu tăng heal mà không heal thì nó lại vãi lù quá. Dồn vô gấu chứ đi. 28. Nè. Bị bút cái này vô nè. Nó là nó không né được. Nó cũng thôi. Chí mạng nó cũng cao nữa. Đánh cho nó chí mạng cũng cao nữa. Động hôn như quá nó đi bút không được. Quăng đều vô vị trí của bên phương. Được mày láo 53. Tên sau tao đi trước là mày cút. Cào hai. Yêu đảng lại tiếp tục được né được. Mấy yêu đảng né hay quá. Hay quá em ơi. Hiệu ra đi. Đi mất mà tiếp mà. Chuyển qua cào này đi để vô chơi giết này. À, giảm tốc độ, giảm né. Tăng chí mạng nhận vật. Thì mày chạy được đi đâu. Áp chế cực mạnh luôn chứ. Mọi bơi đầu game rất là phế luôn. Nhưng mà giờ lấy game rất là mạnh mà. Tướng nào mà đầu game phế má lại game mạnh điên lắm nè. Mạnh điên. Cúp. Hoặc bơi mạnh được. Ham không? Này Curio hả? Coi vô liếm rồi cái này được gì không? Ồ, móc tay không ngon nè. Ý húp. Xong liệu mà đó không gì luôn. Ok, tập này có một kinh tế mạnh rồi. 40.000 vàng nữa rồi. Duy chi lên cấp 5 rồi. Ok. Ồ, 50 Define bờ húp. Yet it is not the home I remember. Rồi quả này thì tôi cho mấy người này vô họ sẽ chết đi. Bên tao vẫn đang đánh bài dính lắm. Bên tao vẫn đang dính lắm. Đừng hô giống Shiro Mando là được. Lên vào 5 rồi. Hỏi sao đánh boss. Cho mấy người này vô đây đi. Quân chương. Ai nữa? Đắt metal Vike. Vike không vô được. Yêu chi nữa nè. Yêu chi cho ngồi húp. Thôi yêu chi đừng. Tôi tính cho refine bờ yêu chi húp. Yêu chi vô đây húp đi. Đó. Chi chiêu luôn đi. Bị ke ra. Bị ke quên. Bị ke không vô được. Mariki, Reki, Ora, Yakino, Yakino vô đây. Shiromaru đây. Không, Shiromaru đánh boss. Không, Shiromaru không đánh boss. Mariki đánh boss. Rồi ok rồi. Shiromaru không sợ được vô vị trí 4. Ok, kinh tế hồi phục. Kinh tế hồi phục. Giàu được thêm xíu. Hôm nay mình xây được thêm cái là cửa hàng lưu niệm đúng không. Tiếp theo thì có lẽ là xây cái này. Mà để có đủ đồ chứ đã. Ủa chứ mình quên đập đá hay gì vậy. Chứ mẹ gì nữa. Hi già quên đập đá. Đúng không? Từng trước từng 42 mà đúng không? Đúng rồi, từng 43 nè, thông báo quên đập đá, quên đập đá thôi vậy. Không sao. Ok, tìm nay video tới đó thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thích, hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau.